Sức khỏe và sắc đẹp luôn là một đề tài được mọi người quan tâm, dù trẻ hay già, nam hay nữ. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình MN Mother Nature, Sức khỏe cho mọi nhà với cô chủ nhân Hoa hậu phu nhân Kelly Mai. Chương trình MN Mother Nature, Sức khỏe cho mọi nhà phát hình vào mỗi Chủ nhật hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Bạn cần có cho mình một chiếc bánh cưới, bánh đính hôn, bánh sinh nhật hay chỉ là một chiếc bánh kem ngon miệng cho bữa cơm tối gia đình? Hãy đến ngay với Bamboo Bakery, tiệm bánh cưới Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Arizona. Được vote best từ năm 2007 tới nay với hơn 250 loại bánh kem dành cho mọi nhà như bánh kem sầu riêng hoàng đế, nữ hoàng pink champagne, mềm mại thơm ngon với bánh dừa kem phát hay ngọt ngào đê mê với mocha. Hãy gọi ngay 602-246-8061 để có cho mình và gia đình một chiếc bánh kem tuyệt đẹp và ngon tuyệt vời. Chào đón quý vị đến với chương trình của Việt News USA, một chương trình thiết thực cho mọi gia đình. Và thưa quý vị, hôm nay lại mời quý vị đến với chương trình MN Mother Nature, Sức khỏe cho mọi nhà. Và không ai khác hơn, xin mời quý vị cùng chào đón chị Kelly Mai, Hoa hậu phu nhân và chủ nhân của cái MN Mother Nature đến với chương trình để cùng chia sẻ với chúng ta những cái chương trình bổ ích cho sức khỏe của chúng ta. Chào đón chị đến với chương trình. Chào Trọng Phúc, anh xin chào quý vị khán giả. Và thưa quý vị, thì trong cái loạt bài của chúng ta chia sẻ trong thời gian vừa qua là loạt bài về các loại nấm, thì ngày hôm nay cũng là loại nấm nữa, thì không biết cái nấm hôm nay là nấm như thế nào, xin mời chị có thể chia sẻ cái loại nấm ngày hôm nay. Nấm hôm nay thì cái loại nấm này rất là đặc biệt quý vị, mà mình nghĩ là những người làm nail của mình là bị rất là nhiều. Cái nấm này sẽ trị cho những để giúp đỡ cho những người mà bị bệnh đau khớp. Cái nấm á, tên là cái tên tiếng Mỹ á, nó gọi là Maytag, mà tiếng Việt Nam của mình á, người Nhật á, người ta đặt cho nó một cái tên rất là hay, gọi là vua của các loại nấm. Oh wow, là giống như sầu riêng durian á, là king of the fruit. Không biết cái vua này nó còn có hôi gì không vậy? Nó có hôi như là king của loại fruit không? Cái nấm này á, cái mùi của nó rất là nặng. Chắc nên nó giống như durian đấy. Nhưng mà nó thơm cái kiểu nặng chứ không phải là giống như durian, có người mà thích nó thì gọi là rất là thơm, còn người không thích nó thì rất là hôi. Thành ra là nó, chắc là các vị vua không tắm nhiều cho nên cái mùi nồng đặc. Cái lý do mà tại sao bên Nhật người ta nói là đặt cho cái tên là king của mushroom, tại vì một cái nấm của nó khi mà nó nhỏ mà nó lớn, bắt đầu nó mọc ra không phải là nguyên miếng các bạn, mà từng mảng nó chụm lại với nhau, có khi nó lớn tới 45 kg. Oh wow, 45 kg là cũng cái người mà phụ nữ thường đó, nhỏ con đó, là cũng khoảng 45 kg đó. Thành ra là cũng cân nặng bằng một wow, bưng một cái nấm đó là cũng giống như bao gạo 50 kg thì đầy 45 kg đó ha. 50 pound là còn nhẹ hơn là 45 kg. Là gần 2 pound. Pound là gần 1 kg đó. 2 pound 2 đó. Mới biết được 1 kg. Thành ra là 45 kg thì rất là nặng. Thì nó mọc ở bên Northeast America, China, ở Japan. Mà bên Mỹ á, khi mà nó trồng á, thì cái nấm nó không có bự bằng, nhưng mà ở bên Nhật á, trồng thì cái nấm nó rất là bự. Có thể là cái vùng đất ở đó hay là nó tốt hơn, phù hợp. Nó phù hợp. Thì cái nấm của này á, thì nó giúp cho những vị nào mà bị đau nhức, là arthritis, gout, hay là bị những cái chứng bệnh mà đau nhức á, là nó chuyên như vậy. Và nó cũng là có đặc biệt giống như cái nấm vừa rồi mà mình nói á, là cái mắm nấm nó có cái tên là Matsutek á. Nó cũng giống như cái nấm đó, cũng là có chị giúp cho những người bị ung thư, tumor, cho bệnh tiểu đường, cholesterol. Hai cái thì nó hơi giống nhau ha. Một cái là Mytek, một cái là Matsutek. Matsutek. Nó cũng là một cái loại giống như là một gia đình vậy. Nhưng mà đặc biệt cái này á, thì nó có thêm một cái nữa là những người bị bệnh đau nhức,
cho nên Kelly phải bỏ rằm hai ra là để cho mình cái phân biệt phù được hợp. Phù hợp với người sử dụng nó. Thành ra nếu quý vị mà bị viêm gan hay là viêm khớp này kia đó thì mình sử dụng cái loại này là tốt nhất, bởi vì nó song song đó thì nó sẽ hỗ trợ phòng ngừa những cái khối u hay là chống ung thư. Thành ra là cái loại Mytech thì là cái loại nấm rơm này nó hơi khác hơn cái Masutech đó là một tí. Là bởi vì cái này thì nó còn thêm cái phần mà viêm khớp, làm cho những người mà đau nhức cái tay khi mà làm, quý vị có nhiều người làm xong rồi về cái tay phải massage nhiều chứ còn không nó nhức tay nhiều đó, thì cái viêm khớp này kia đó, và đặc biệt những người mà bị gan thì yếu gan hay là bệnh gan đó, thì cái loại nấm Mytech này nó sẽ giúp hỗ trợ chúng ta trong lĩnh vực gan nhiều hơn. Và những người bệnh tiểu đường, cái này á, nó làm cho cái nấm này khi mình ăn vào nó làm cho cái tiểu đường của mình nó cân bằng, cái đường của trong người mình nó thấp hay nó cao hay nó nhiều hay ít gì nó sẽ cân bằng cái lượng đường. Nếu mà người nào mà thấp thì nó làm cho cao lên, người nào cao là nó thấp xuống. Làm cái này giống như cái loại nấm này nó giống như là quảng cáo. Quý vị thấy có nhiều cái quảng cáo là mặc cái áo vô mà chặt quá thì bỏ vô máy giặt là sẽ rộng ra. Còn mặc mà cái áo mà rộng quá thì bỏ máy giặt nó co lại. Nhưng mà cái loại nấm này nó, quý vị thấy, nó balance, nó gọi là cân bằng cái lượng đường. Thành ra nó sẽ là cái nếu mà trường hợp trong cơ thể của mình lượng đường quá nhiều thì nó sẽ làm cho hạ xuống để cho nó cân bằng cái mức độ mà chúng ta cho cái sức khỏe của mình. Và như vậy thì trong cái cao máu, cao mỡ đồ này kia nó có trong cái lĩnh vực này không hay là chỉ đường thôi? Nó có cholesterol có, nhưng mà về cái vấn đề mà cái này á, nó trợ giúp nhiều loại. Nếu mà cái người mà bị cao máu hay là mỡ nhiều hay cái gì đó thì mình nên dùng cái đợt cái trước là cái Masutech. Masutech thì chuyên về cái đó hơn ha. Cho nên quý vị thấy không? Mỗi loại thuốc, mỗi loại cái dược phẩm thì nó đôi khi bởi vì nấm thành ra nó cũng sẽ có nhiều cái vị giống nhau. Nó cùng cái dòng họ với nó, thành ra đôi khi nó cũng sẽ có những cái dược phẩm hơi giống nhau. Tuy nhiên thì mỗi loại nấm nó sẽ đi về một cái chuyên ngành đặc biệt hơn một tí. Để giúp cho chúng ta điều trị cho nó đúng cái loại của mình cần. Trên cái điều này thì Trần Phúc nghĩ tới cái việc là phải gọi là có cái sự mà tư vấn một cách đặc biệt từng cái trường hợp một để biết loại thuốc nào dùng tốt hơn. Tại đây quý vị nếu mà đang nghe cái chương trình ngày hôm nay với cái loại Mytech á, quý vị thấy đấy, những cái loại thuốc này nó giống những cái mà mình đang cần, thì quý vị có thể gọi hỏi chị Kelly Mai, thì chị Kelly Mai sẽ tư vấn cho quý vị nên dùng cái loại Mytech hay là Masutech, thì coi cái loại nào nó sẽ phù hợp, bởi vì nó có hai cái giống nhau, nhưng một cái nó nghiêng về phía bên này, một cái nghiêng về phía bên kia. Thì cái số điện thoại hay là cái cách liên lạc với chị như thế nào thưa chị? Liên lạc Kelly thì gọi số phone 916-666-0218. Mà nếu quý vị lên mạng để mua thì trên Facebook hoặc là website Amazon, eBay, Shopify, Etsy là có bán hết. Quý vị cứ lên mà mình đọc theo cái description á, cái hướng dẫn á. Mà nếu cảm thấy quý vị còn cảm thấy là không có biết là mình nên mua cái loại nào để nó đúng cho hợp mình thì cứ gọi Kelly, thì Kelly sẽ hướng dẫn cái loại nào tốt nhất. Và như vậy thì với cái loại mushroom thì cái loại Mytech này nó có bị đề kháng với các loại thực phẩm hay với những cái người nào sử dụng nó không chị? Câu hỏi đó rất là hay. Tại vì nếu mà trên thực tế mà cái loại dược phẩm nào mà nó có vấn đề ảnh hưởng tới một cái sức khỏe khác á, thì cái trên cái chai của mình nó sẽ nói rõ là cái chú ý là cái khi uống cái này nó sẽ ảnh hưởng tới những gì và những gì là nó có hết. Mà nếu quý vị mà cảm thấy mà khi mà quý vị mua hoặc là check á, mà cảm thấy trên cái chai nó không có nói gì hết, có nghĩa là cái chai đó hoàn toàn là an toàn để mà sử dụng. Như vậy cũng rất là tiện ha, khi quý vị coi cái
trong cái chai nó có cái phần mà ghi chú trong đó, thành quý vị nó sẽ giúp đỡ cho quý vị dễ hơn. Bởi vì nếu không thì quý vị sẽ bị ảnh hưởng, nhiều khi mình mua cái thuốc đó mà nó không hợp với cái người mang thai hay là cái người đang bị cái bệnh gì đó, thì nó sẽ là không tốt cho cái sức khỏe của mình, thay vì nó tốt mà lại không tốt. Và tuy nhiên thì quý vị trước khi mua, quý vị muốn để an toàn, quý vị cũng có thể hỏi chị Kelly Mai là ô cái loại đó nó có những cái gì mà hạn chế của nó không, để tôi biết tôi có nên mua cái loại đó hay không, hay tôi có sử dụng cái loại đó hay không, tôi tặng cho cái người đó thì cái người đó có thể sử dụng được không, thì quý vị cũng có thể gọi hỏi với chị Kelly Mai nha. Và trong như vậy thì cái chai này Trọng Phúc cũng nghĩ là cũng sẽ 120 viên. 120 viên. Dạ, chính xác. Băng. Dạ. Uống một viên một lần hoặc là hai viên một ngày. Dạ vâng, thì quý vị thấy là tất cả những cái loại thuốc trong thời gian vừa qua chúng ta chia sẻ đó thì cũng đều là 120 viên và uống mỗi ngày một viên tùy theo cái thể trạng của mình. Có những người mà to con lớn con cần có lượng nhiều hơn để mình có thể bổ sung cho cả cơ thể đó thì phải uống tới hai viên. Tuy nhiên thì nếu mà người Việt của mình thường thường đó thì thường một viên là cũng đủ rồi. Và nếu mà uống nhiều thì nó có bị ảnh hưởng sức khỏe hay không? Tại nhiều khi có những loại thuốc thì nếu ví dụ nhức đầu aspirin rồi này kia ra mà uống một viên thì được, uống nhiều là coi chừng là đi theo ông bà luôn. Khi mà Health Department á, mình ở Mỹ á, mà người ta ra một cái permit hoặc một cái license cho cái người làm ra đó, bắt buộc họ mình phải submit để đưa cho họ những cái đồ của mình làm, cái label của mình và những cái ingredient của mình. Thì Kelly nghĩ là theo sự hướng dẫn của những vị bác sĩ là mỗi một ngày general một cái độ bao nhiêu đó thôi, thì mình nên sử dụng đúng như vậy, mình đừng quá nhiều hơn hoặc quá ít hơn. Tại vì có nhiều cái quá nhiều cũng không tốt mà không đủ cũng không tốt, cho nên mình vừa đủ vừa phải thì tốt nhất. Dạ, cho nên quý vị đó thì nên, nếu quý vị đừng nghĩ là mình quên mấy bữa mình uống một lượt. Thì nhiều khi chất thuốc bổ cũng vậy, uống nhiều nó cũng không tốt, bởi vì nó sẽ có thể quá sức chịu đựng thì nó đào thải ra thôi, thành ra mình phí thôi. Hoặc là có những cái loại thuốc mà uống số lượng nhiều thì nó sẽ thay vì nó chữa bệnh thì là nó lại là làm bệnh nặng hơn. Thành ra nếu quý vị uống theo cái đơn của bác sĩ hay là đang theo cái toa của cái chai thuốc yêu cầu, adult là người lớn tuổi đó, thì chúng ta uống bao nhiêu. Bởi vì thật sự khi mà công ty MN Mother Nature khi mà nộp submit cái form, cái đơn thuốc của mình, cái những cái dược liệu của mình trong đó cho cái Health Department là cái sở an toàn và thực phẩm đó, gọi là sức khỏe của người dân đó, thì họ cũng sẽ approve. Và khi approve như vậy nghĩa là đó là cái công thức mà họ cảm thấy là nó an toàn cho cái người sử dụng, thì quý vị cũng có nên tuân thủ cái loại này. Và như vậy thì quý đồng hương ai mà có những cái chứng bệnh như là viêm khớp này, bị gan này, yếu gan này kia, cần bổ sung để mà hỗ trợ cho gan, bị chống ung thư, quý vị có những cái di truyền về ung thư trong gia đình của mình thì chúng ta muốn đề phòng thì chúng ta có thể uống loại này. Những cái khối u thì ví dụ trong gia đình của mình có những người có bị khối u thì nhiều khi mình sợ di truyền, thì những cái phần này quý vị cũng có thể uống nó để mà hạn chế nó sẽ chống sự gọi là cái hình thành những cái khối u, cũng như là bị đau khớp và đặc biệt là cholesterol. Quý vị cảm thấy rằng có những cái có việc lớn tuổi rồi hay là nhiều khi mình ăn uống nhiều thức ăn có dầu mỡ hay là đường nhiều đó, thì nhiều khi cái cơ thể của mình nó có thể sinh ra nhiều cái bệnh tật, thì những cái loại thuốc này nó sẽ balance, nó sẽ hỗ trợ giúp cho mình giảm thiểu được những cái đáng tiếc mà mình không muốn. Ở Việt Nam mình á, mình hay nghe hồi nhỏ mình hay nghe là gỗ xoài. Trọng Phúc có biết gỗ xoài, cái cây gỗ xoài không? Em biết là cây xoài lấy gỗ, phải không phải là vậy à? Thì cái nấm này nó mọc lên trên cây gỗ xoài á. Cây gỗ xoài, thành ra là ví dụ mấy cây xoài mà lớn, nhưng mà cây xoài thì thường Trọng Phúc thấy nó cũng to đó, nhưng mà nó cũng đâu có to lắm để mà một cái nấm mà 45 pound mà có thể trồng lên nó. Mình không biết nữa, chắc người ta chặt cái cây đó xuống rồi người ta để, người ta trồng lên hay sao ha?
Thành ra không biết quý vị cứ coi thử, ví dụ nếu Việt Nam chúng ta có thì cái loại nấm này cũng là loại nấm tốt. Tuy nhiên thì nấm nó muôn vàng cái loại nấm, và như quý vị biết đó, thì có những loại nấm nó tốt để ăn như nấm hương, nấm cái đợt trước chúng ta vừa nói đó là nấm mật ong, honey mushroom, hay là nấm rơm, nấm tai mèo, rồi nấm đùi gà, mấy cái loại đó, đó thì ăn được. Tuy nhiên có những loại nấm mà chúng ta không biết tên, và chúng ta thấy nhiều khi nó đẹp mắt đó, nhưng mà nó không phải là nó độc, thì quý vị cũng cẩn thận trong khi chúng ta sử dụng nấm. Đúng cái loại nấm, biết cái loại nấm sử dụng như thế nào thì chúng ta sử dụng, còn nếu không thì cứ cho nó vào tự nhiên đi để cho nó an toàn. Một lần nữa cảm ơn chị Kelly Mai rất là nhiều cho cái chương trình ngày hôm nay với cái loại nấm là Maitet. Và cái loại nấm này nó được gọi là mệnh danh là vua của các loại nấm. Thành ra là thứ nhất là chắc là nó to vĩ đại quá, các loại nấm khác nó nhỏ thôi, tức là mấy loại nó cỡ kia, mà nếu mà 45 pound thì rất là lớn không chị ha. 45 kg chứ không phải 45 pound, thành ra rất là lớn, và cái mùi của nó rất là đậm đặc, không biết có quyến rũ hay không nhưng mà đậm đặc lắm thì cũng ngại lắm. Tuy nhiên thì cái cách chữa trị của nó cũng rất là tốt cho cái sức khỏe, vừa với những cái chứng bệnh mà chúng ta vừa đề cập đến, thì hy vọng rằng với cái loại nấm được tiết chế, được làm cái dược phẩm ngày hôm nay, thì quý vị có thể liên lạc để mua cho chính mình cũng như người thân, gia đình của mình. Trên cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ loại nấm này, và chúc chị luôn khỏe mạnh và có nhiều cái thông tin thiết thực cho đồng hương của chúng ta được biết về những sản phẩm thiên nhiên. Cảm ơn chồng Phúc, và chúc quý vị một ngày tốt đẹp và gặp lại lần sau. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của Vietnews USA, đặc biệt là cái chương trình MN Modern Nature, sức khỏe cho mọi nhà ngày hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật là vui bên gia đình và người thân, cũng như hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp. Quảng cáo và tiếp cận với khách hàng là một công việc mà các doanh nhân cần phải làm và thường phải nhức đầu. Làm cách nào để có những business call, flyer, brochure, menu, gift certificate đẹp và chuyên nghiệp, đáp ứng được thị hiếu và mức độ sang trọng của thương hiệu? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị có những sản phẩm để hỗ trợ cho việc khẳng định thương hiệu của mình. Làm cách nào để tiếp cận với khách hàng khi mọi người đều dùng smartphone để truy cập website? Đừng lo, hãy gọi ngay 602-481-2647 để được hỗ trợ trong việc tạo dựng nên một website cho thương hiệu của mình, giúp hỗ trợ SEO, tạo sự dễ dàng cho việc kết nối với khách hàng của mình. Thành công của quý vị cũng là thành công của chúng tôi. Đừng chần chờ, hãy gọi ngay 602-481-2647, 602-481-2647. Chọn mặt gửi vàng, chọn thương hiệu để tạo dựng sự thành công. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình MN Mother Nature, sức khỏe cho mọi nhà hôm nay. Chương trình sẽ tiếp tục phát hình vào mỗi Chủ nhật hàng tuần trong khung giờ quen thuộc là 7 giờ PM giờ Arizona. Mời quý khán giả cùng theo dõi và chia sẻ. Mọi ý kiến đóng góp hay có các câu hỏi về chương trình, vui lòng liên lạc theo số điện thoại 602-481-2647 hoặc email info.vietnewsusa@gmail.com.